án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 44. Dụ phụ lão, Hán Vương ban đức. Lại nói, Hán Vương cùng bá quan văn võ lớn nhỏ lên chỗ gò cao ngoài Đông Môn, xem Hàn Nguyên Soái xuất quân, chỉ thấy theo kiểu cung, tứ tượng, bát quái, xem ngũ hành, 10 can, 12 chi, đội có âm dương, trận có tiền hậu, tướng có kỷ luật, quân có hàng ngũ. Cờ tuy chuộng đỏ, nhưng dẫn quân mở đường thì theo màu ngũ phương. Chế tuy là vương, nhưng uy nghi hiệu lệnh thì chuyên cửu phạt. Mỗi kẻ một tài năng, lượng tài mà sử dụng. Quân mã dẫu kém cỏi, lựa điểm mạnh cho dùng. Kẻ cao lớn thì bắn cung bắn nỏ, người thấp nhỏ thì cầm kích cầm thương. Kẻ khỏe mạnh thì giữ tinh kỳ, người yếu đuối thì đánh chiêng trống. Không thể nhìn xa thì chuyên nghe hiệu lệnh, không thể nghe thính thì chuyên trông khói bụi. Kẻ béo thì vào quân kỵ, kẻ gầy thì vào quân bộ. Kẻ ngày ăn được đấu gạo thì chuyên đi tiền khu, kẻ ngày đi được 200 dặm thì dò thám cơ mật. Quán Anh lĩnh 4 nhà tướng dẫn đội đi trước, Trương Thương lĩnh 2 văn sĩ theo quân đi sau, Lục Giả cùng 2 mưu sĩ hiểu rõ nơi hiểm yếu của địa thế, Thúc Thông lĩnh 8 tỷ tướng bàn việc nên hay chớ lúc hành binh, Lưu Oản, Cận Hấp là bộ mặt của chủ tướng, Tiết Âu, Trần Bái là kiêu kỵ ở trung quân. Ba quân như hổ, kẻ sĩ như mây, rung động thần uy kinh vạn vật, mở đường chinh chiến với ngàn quân. Hán Vương cùng bá quan xem xuất binh xong, ai nấy cũng vui mừng. Hàn Tín bèn lại trước mặt tâu rằng, thần sẽ cho quân đi trước 2 ngày, xin đại vương thư thả đi sau. Thần qua được ải rồi, khi ấy xin cùng ước hội với bệ hạ. Tín bái tử, cho ba quân lên đường. Hán Vương ngồi xa giá vào thành. Dân chúng ra xem, đỡ già, dắt trẻ. Đông không kể xiết, ai nấy cũng nói. Từ khi sinh ra ở đất Bao Trung tới nay, chưa từng thấy cuộc gia quân nào như hôm nay. Hán Vương nghe vậy càng mừng trong bụng. Hôm sau, Hán Vương vời Tiêu Hà vào hỏi. Hôm trước, trẫm từng truyền chỉ cho các khanh sức văn thư đi các quận huyện, vời các phụ lão tới để tuyên dụ, chẳng hay họ đã tới chưa? Tiêu Hà nói, liền mấy hôm, vô số dân chúng thấy đại vương khởi binh đông chinh, đều cho là nay đại vương rời khỏi Bao Trung, phạt sở, phá 6 nước, dựng đô ở Hàm Dương, chúng ta sẽ chẳng còn lại được thấy mặt rồng, xin được vào triều gặp đại vương. Vì vậy, hiện họ đã đến đời ở bên ngoài mấy hôm nay rồi. Thần thấy bệ hạ chưa được nghỉ ngơi, nên còn chưa dám tâu báo. Hán Vương nói, nếu như phụ lão bách tính đã đến bên ngoài, thì hãy cho họ vào cả đây. Tiêu Hà truyền mệnh ra, cho các phụ lão vào triều. Quan coi cấm môn liền cho họ vào. Các phụ lão ở bên ngoài đang ồn ào rất đông, đòi vào triều kiến. Thấy có tuyên chiếu, ai nấy cùng tranh nhau để được dẫn vào. Có giám sĩ truyền ban hô to rằng, dân chúng hãy yên lặng, không được ồn ào. Hán Vương bèn bảo, đó là những phụ lão hương dân, quân giám sĩ chớ có khiến họ sợ. Rồi bèn đứng dậy đi ra trước hiên, trông thấy đám đông phụ lão không biết là bao nhiêu người. Có mấy vị tuổi cao dẫn đầu đến gần trước mặt Hán Vương thưa rằng, từ khi bệ hạ tới Bao Trung, gió thuận mưa hòa, muôn dân an nghiệp, trên đường không nhặt của rơi, tối ngủ không cần cài cửa, thực là đời nghiêu thuấn vậy. Không ngờ, ngày nay bệ hạ hưng binh đông chinh, chẳng biết khi nào chúng tôi mới lại được thấy thiên nhan. Nói xong, ai nấy cùng quỳ phục xuống đất, nước mắt như mưa. Hán Vương thấy dân chúng yêu mến như vậy, cũng rơi nước mắt không đành lòng rời xa. Các phụ lão lại tâu rằng, hôm nay bệ hạ xa giá khởi hành, chẳng hay người nào sẽ trấn thủ ở đây. Hán Vương nói, trẫm sẽ để tướng quốc Tiêu Hà ở lại yên vỗ dân chúng. Mọi người đều để tay lên trán, nói, nếu là Tiêu tướng quốc trấn thủ ở đây, thì thực là phúc cho muôn dân Bao Trung chúng tôi vậy.
Hán Vương nói, xin cho ba vị hương lão trong số các ngươi lại gần đây để nghe trẫm úy dụ. Hương lão vốn là chế độ xưa vậy. Theo cổ chế, 10 làng là một đình, trong một đình chọn một vị đình trưởng cai quản, 10 đình là một hương, trong một hương chọn một vị hương lão cai quản, tổng cộng có 3 vị hương lão, một người coi việc hương ước, một người coi việc cấy cày, một người coi việc kiện tụng, tam lão nắm chung cả ở một huyện. Bấy giờ, 3 vị hương lão cùng bước lên nghe tuyên dụ, Hán Vương sai một người lớn giọng đọc tuyên dụ văn cho họ nghe rằng, trẫm học theo bậc Minh Vương đời trước mà cai trị thiên hạ, cốt sao để an dân, mà cái đạo an dân lại lấy giáo trị làm đầu, nhờ đó mà trên dưới kế thừa, phong tục thuần hậu, một nước hòa bình dần vào thịnh trị. Trẫm từ khi trị nước đến nay, ngày đêm lo nghĩ, chí muốn sửa sang, dựng đô Nam Trịnh, nghĩ sẽ cùng bách tính theo đường chính đạo mà dần thống nhất thiên hạ. Vì thế đặc biệt hiểu dụ để mọi người biết đi sang lối thiện, theo cát tránh hung, lấy làm đạo gìn thân bảo gia mãi mãi. Cũng như ở trong nhà, có một người đứng đầu trong nhà, ở hương lý, có một người làm trưởng hương lý. Kẻ đứng đầu trong nhà phải giáo huấn con em, xem đọc thi thư, hiểu rõ đạo lý. Cha hiền với con hiếu với cha, anh yêu thương em kính trọng anh, tôn ti trưởng ấu. Ai nấy theo thứ tự của mình, chớ có khinh đoạt lẫn nhau vậy, khiến cho trong một nhà biết nhân ái nhường nhịn hòa thuận với nhau, thân yêu khuyến khích nhau, thì ấy là cái phúc của một nhà. Kẻ đứng đầu hương lý, khuyên bảo cả trong một hương, sĩ nông công thương, ai yên nghiệp nấy, sĩ thì rèn tỏ nghĩa lý, chăm chỉ học hành, nông thì ra sức cấy cày, không thiếu tô thuế, công thì chuyên tinh nghệ nghiệp, không chuộng tô vẽ, thương thì dụng tâm buôn bán, chớ có dòng chơi. Lớn nhỏ cùng yên, trưởng ấu hòa mục, chớ tranh giành kiện cáo, mà hãm vào hình phạt. Chớ cờ bạc dâm dật, mà rơi vào đức xấu. Chớ chơi bời lười nhác, mà bỏ phế việc làm. Chớ trộm cắp của người, mà hãm vào tử vong. Ra vào hữu thiện, trông giữ giúp nhau, hôn nhân tang táng, tư trợ xóm giềng. Như vậy thì trong một hương, lễ nhạc thảnh thơi, phong tục tốt đẹp, phú thọ an nhàn, cùng hưởng thái bình mà thành cái phúc của một hương vậy. Cho nên nói, làm việc thiện thì trăm lành mang đến, làm việc ác thì muôn dữ theo về, thiện ác báo ứng, chẳng sai mảy may. Nay trẫm ước pháp 3 điều đã có luật định, cho người tuyên các ngươi tới đây hết lòng huấn dụ, chính là muốn các ngươi theo phép công bình cùng về đường lương thiện. Kẻ nào không tuân lời dạy của trẫm, vẫn còn hãm vào đường ác, thì sẽ phải chịu trừng trị theo quốc pháp, có quỷ thần biết, tội khó trốn được. Các ngươi hãy kính cẩn giữ gìn, chớ có sao nhãng. Này dụ, ngày mồng 1 tháng 8, mùa thu năm Ất Mùi, Đại Hán Nguyên Niên. Hán Vương tuyên dụ phủ lão, ban cho cơm rượu, rồi ai nấy nhận mệnh trở về. Hán Vương nhân bảo Tiêu Hà rằng, khanh ở lại bao trung, vỗ yên bách tính, khuyên dạy nông tang, bớt hình giảm thuế, khen thiện, phạt ác, đôn đốc lương thảo để cấp quân nhu, ấy chính là chức trách của khanh vậy. Tiêu Hà nói, kính tuân vương mệnh. Hán Vương bèn truyền lệnh cho 3 quân khởi hành, nối nhau chậm rãi lên đường. Nếu kẻ nào quá hẹn đến muộn sẽ phải chém, kẻ nào trốn tránh cũng phải chém. Cha mẹ vợ con họ hàng kẻ nào che giấu cũng bị chém. Hàng xóm láng giềng kẻ nào biết mà không bẩm báo cũng phải tội như vậy. Ngay trong hôm ấy xa giá lên đường, Tiêu Hà dẫn các quan sở thuộc đi tiễn ra khỏi đất bao trung. Phụ lão cùng dân chúng khắp nơi đều đứng chật đường trông theo. Viên càng giữ bánh xe khóc lóc vây đầy. Hán Vương lấy tay áo che mặt mà khóc. Quần thần bách tính lưu luyến mãi không buông. Bọn Tiêu Hà tiễn Hán Vương qua bao trung thì từ biệt trở lại, dẫn trăm quan cùng phụ lão yên vỗ địa phương, đồn đốc lương hướng. Xa giá Hán Vương tiếp tục ung dung tiến về phía đông. Lại nói, Hàn Tín đem 3 cánh quân ra khỏi bao trung, không đi về phía Sạn Đảo, lại theo đường nhỏ Trần Thương mà đi, đến dưới núi Cô Vân, Vũ Cước,
theo đường vắng sau núi Tiến Bình, phía trước đã có phản khoái mở đường. Tuy có sông Giáp Giang, từ sông Hàn Khê chảy ra, nhưng xếp đá có thể đi qua được. Cạnh núi tuy có đường hiểm, phải nối đuôi nhau mà tiến. Nhưng đi dăm ba dặm, liền có đường rộng, dẫu bị cây cối rậm rạp che kín, nhưng phản khoái mệnh cho ba quân chặt hết, lại có đường đi qua lại. Hàn Tín nói với các tướng rằng, trước kia, ta một mình một ngựa đang đêm đi tới bên sông Hàn Khê này, chính gặp thủa nước thu dâng cao không thể qua nổi. Vừa vặn Tiêu thừa tướng đuổi kịp đến nơi, dưới ánh trăng thanh lại được tương kiến. Nếu như vượt được sông mà đi thẳng, thì nay đã ở Hoài Âm rồi. Các tướng nói, đó thực là ý trời muốn giữ nguyên soái lại để hưng lưu diệt sở, cho chúng tôi được ra khỏi Bao Trung. Nếu không, sạn đạo đã bị thiêu rụi, chúng tôi cũng không biết lối này. Lại chẳng có đại tài của nguyên soái như thế, thì chúng tôi chỉ có chịu chết mục ở Bao Trung mà thôi. Các tướng xin cho lập bia đá để truyền lại hậu thế. Hàn Tín bèn lệnh cho dựng đá trên đỉnh núi, trên khắc 8 chữ. Hán tướng quốc tìm Hàn Tín tới đây. Hàn Tín huy động 3 quân tiến binh, đường núi nguy hiểm, đèo dốc quanh co, các tướng đều xuống ngựa đi bộ, bám dây vịn đá, leo trèo rất khó nhọc. Tuy rằng gian khổ, nhưng lòng muốn trở về, nên đều hăng hái mà dấn bước, quên cả vất vả. Đúng lúc mọi người đang nối nhau đi, bỗng thấy tiền quân báo rằng, quân không thể tiến được, vì trong thung giữa núi có con độc xà dài tới mấy trượng, hai mắt sáng như điện, chiếm cứ chặn mất đường đi, xin nguyên soái trừ diệt. Tín nói, nên sai 100 tay cung, ai nấy nấp sau khe đá, lấy độc dược tẩm đầu mũi tên, bí mật mà bắn. Lại lệnh cho các pháo thủ, ai nấy cầm hỏa pháo, khi độc xà nổi sung, e là sẽ văng quật làm người bị thương, thì phóng hỏa pháo mà đánh nó, thì sẽ vô sự. Quân chúng được lệnh, vừa định động thủ, chợt thấy từ trướng trung quân có một người đi đến trước mặt nguyên soái nói to, có một con rắn chặn đường, cần gì phải dùng nhiều người như vậy mới trị được nó. Dẫu là giao long dưới bể, tôi đây cũng dám đi. Tả Hữu nghe nói đều giật mình kinh sợ, chẳng hay người ấy là ai. Xin nghe hồi sau phân giải.